Bà biết không, đúng như vậy đó. Tôi nghi lắm, bởi tôi mới lết vào phòng đó. Tôi đứng ở ngoài tôi rình, tôi nghe y chang luôn. Trời, cái chân tôi đau muốn chết, tôi lết vào lên. Mà tôi đoán đâu có sai. Y như là nói xấu tôi. Ai vậy? Dạ, con chào bà. Ừ, bà chào con. Em sao bà lớn ra vậy? Bà buồn buồn bà lớn. Tới lên vô vui vậy mà. Ủa, con lên đây làm chi vậy? Dạ, con qua tìm mẹ con á. Mẹ con hả? Dạ. Mẹ con đang trong phòng của mẹ ăn Mẫn á. Ai vậy? Mà sao nhà mình không có đóng cửa vậy bà? Hả? Con vô mà con đóng cửa rồi bà. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn con hả? Khóa rồi phải không? Dạ. Ừ, thôi con đứng đây chơi ha. Dạ. Bà lết vô ha. Dạ, bà lớp vui vẻ nha bà. Trời ơi, hôm qua tôi về trễ, tôi quên lên lấy đồ. Thì ở nhà nó cũng lấy cho tôi chứ con là để rồi quên lấy, để ngoài này được ngày xưa. Rồi từ đồ khô tới đồ ướt rồi nó hôi rình sao đây nữa, biết khổ ghê. Có con dâu không biết điều chút xíu nào hết trơn á, trời ạ. Trời đất ơi, nhà nó coi mình như ô xin. Làm cái gì mà đứng một mình mà lèm bèm vậy? Phơi đồ. Phơi đồ thôi, làm gì mà đọc thoại nội tâm. Tâm. Trời ơi, mà làm cái gì vậy? Trời ơi, tôi nói ông mà tôi phơi đồ. Ai không biết phơi đồ, nhưng mà phơi nha. Tôi nói bà, trong nhà này tất cả mọi vấn đề đều phải có tôn ti trật tự. Ngay cái chuyện phơi đồ cũng phải có tôn ti trật tự. Có nghĩa là phơi phải thứ tự từ số 1 tới số 5 đàng hoàng, không phải lung tung như thế này được. Một lần nữa bà đừng trách tôi. Trời ơi, khó vừa phải thôi. Giỏi thì làm đi. Phơi đồ mà phải từ lớn tới nhỏ là sao? Khổ ghê luôn vậy đó. Miễn là đồ nó khô là được rồi. Mày đã từ một số 1 tới số 5. Cái nhà này ngộ ghê đó. Có hai người làm đó tiền. Ý có tiền là ngon hả? Có tiền đem về thì muốn làm thì làm hả? Phải biết phụ chứ, chồng biết phụ vợ chứ. Rồi dâu mà phải biết phụ bá chồng chứ. Có đâu mà coi tôi như ô xin vậy trời. Đó thì vừa lòng mấy người. Đó từ số 1 tới số 5 nè. Ghê gì đó. Thế không, có lo chuyện này rồi quên chuyện kia. Cái nồi cá dưới chắc khát nghẹt hết rồi quá. Đất ơi, đi làm sao mà té, làm sao mà đầu gối sưng kìa, cái móng xúc ra bây giờ luôn đó. Ơi, muốn xúc bên nè, nó đau muốn chết rồi, còn ông nó sức cái chỗ đau, không sức cho ngoài chi vậy? Trời đất ơi, người ta phong ngừa, bà thấy người ta chữa cháy không? Ta xịt cho ngoài trước, cho mày xịt ngay đó, ra đi ngoài nó mới thấm vô, nó đừng có lan cái này đó. Thôi, xúc đi ba, đau lắm hả mẹ? Trời ơi, không phải đau bình thường đâu con, đau thấy chính ông trời luôn á. Nè, bây giờ ở đây đi nha, ông đừng có về phòng mình. Hư cái máy lạnh rồi, ở đây đỡ đi. Ơi, thiệt tình luôn á. Ơi, đi đứng làm sao mà lớn tuổi rồi, cẩn thận một chút. Chút xíu rồi, tiêu hít, cặp giò. Tôi nói thiệt á, tôi là cái người bệnh nhân nè. Ông thấy tôi vậy, ông phải xót xa, ông an ủi tôi tí chứ. Ở ông mấy chục năm rồi, ông còn nói vậy nữa. Bọn tôi muốn tôi bị vậy hả? Nói nhiều quá mà lát cái hàm nó văng ra bên luôn á. Sức trên này chút. Thôi, dầu mà bác sức vô miệng mẹ bá. Sức đây. Nông. Mệt ghê. Đã vậy rồi sơn móng chân đỏ nó nhìn tưởng đâu là nó máu không rồi. Tôi cũng muốn phục cái này, em thấy sao? Đừng có bóp, mẹ bóp nó áp lực cái nó đẩy cái móng văng luôn á. Trời ơi, tao nói nhà cửa tùm lum tà la công chuyện đăng đi đi. Mà còn bây giờ tôi bị vậy rồi ai làm đâu biết nữa. Cái gì làm? Bà phải ở ngồi nghỉ ngơi đi, cái này cả tuần nó mới hết đó. Đừng có làm vậy đó, nếu muốn làm thì kêu giúp việc làm. Thôi mẹ. Cái gì? Thấy chưa? Còn ráng đứng lên làm chi? Đứng thử coi sao, đau quá đi. Thôi mà, đừng có làm gì hết đó, giờ kêu người giúp việc tới làm đi. Đúng rồi. Ủa, hai đứa bay đứng đây làm gì? Tại sao không... Mày nữa, sao không đi thay đồng phục vậy? Hả? Đừng có để số 1 nhắc hoài nha. Ủa, cuối tuần cũng phải ra đó hả ba? Phải ra.
mới phấn động. Bà nội đang bị đau mà ông nội. Ủa bà đau thì bà ăn nhầm gì, mình đi tập chuyên dụng tôi cứ tập chứ, là làm rồi sức giàu rồi. Đi đi. Dậy. Cái gì vậy ba? Trời ơi sao giờ này mà còn ngồi thản nhiên vậy trời? Còn không thay đồ. Nè, đồ mày ra đây đi. Ba, hôm nay chủ nhật cho nghỉ một bữa đi. Nghỉ cái gì? Đồ để trên sân thượng cũng không biết lý mà vô mà mặc. Mặc vô đi. Tối ngày cái giam mình ở trên này hoài. Ở nhà xảy ra chuyện gì không biết. Có bữa nó cháy nhà. Trời ơi tôi ngu quá. Có bữa có chuyện gì cũng không biết là sao con. Nhưng hôm nay con mệt quá cho con nghỉ một bữa đi. Không có hiểu gì cả. Thay đồ nè. Xuống nhà không? Nhanh lên. Dạ. Ai vậy? Mẹ ơi. Mẹ. Đợi chút. Ý á. Ừ. Ui da. À. Mẹ ơi. Con nghe nói mẹ bị té hả? Trời ơi đau quá trời, xui gì xui. Té thì một chân nè, tới hai cái chân luôn. Gần rớt cái móng mà luôn nè. Trời đất ơi, mai mốt mẹ đi đứng mẹ cẩn thận, lớn tuổi rồi. Đi mà té không có tốt đâu nha mẹ. Mẹ biết rồi, nói nghe nè. Dạ. Bữa nay mà chân cẳng mẹ vậy là thua rồi, con không có làm được chuyện gì hết. Thôi con bữa nay con ở nhà con nấu cơm trưa rồi con dọn dẹp giùm mẹ nha. Mẹ ơi, con tại con nghe mẹ té nên con qua đây con hỏi thăm mẹ thôi chứ con cũng đang sốt quá trời con bệnh cho nên là con không có làm. Mẹ biết là con bệnh. Dạ mẹ chờ con xíu nha mẹ. Alo bà Mai. Trời ơi đang bệnh muốn chết mà qua đây chơi cái gì bà. Hả? Ờ thôi muốn qua đi nha. Ừ rồi. Nè nói nghe nè, con bệnh nhưng mẹ mà ơi, con còn đi tới đi con luôn. Con đi về, con về phòng con nghỉ nha mẹ. Con chịu hết nổi rồi con mệt quá. Mẹ nghỉ ngơi nha mẹ. Đúng là con dâu khó ưa. Nó không có cho mình nói cái gì nguyên câu, cái gì cũng ngắt ngang hết trơn á trời. Mấy người bệnh chắc tôi không bệnh nè. Alo, bà Diễm hả? Có chuyện gì? Giọng bà sao vậy? Đang bực chuyện gì hả? Trời ơi, nay tôi xui quá, vừa té mà vừa bực mình nữa đây nè. Cái con dâu trời đánh của tôi đó, dâu khó ưa của tôi đó. Lúc nào cũng vậy á. Tôi bệnh, tôi nói nhờ nó là công chuyện, nó đi tới đi lui được. Mà nó nói này nói nọ, nó không cho tôi nói nguyên câu, nó ngắt ngang không à. Nó bệnh chứ. Bây giờ bà cắt máy đi, chúng tôi gọi lại nha. Tôi nói cho bà nghe. Trời ơi tôi bệnh quá trời quá đất cái vậy mà nhờ nó là. Ủa. Vậy em phòng nghỉ nha mẹ, mệt quá mẹ nghỉ ngơi em. Biết ngay mà. Con mệt quá con về phòng con nghỉ ngơi nghe mẹ. Bệnh quá mà cũng có tâm trạng để mà nghe lén hả? Trời ơi, không thể nào tin nổi. Mình hoàn hảo như vậy mà mẹ chồng của mình có thể đi nói xấu mình. Mệt quá. Không thể nào tin được, không thể nào tin được. Trời ơi, bà biết không? Con dâu khó ưa của tôi đang rình tôi nghe tôi nói chuyện với bà đó. Bực mình ghê không? Nó làm quá đáng à. Bây giờ tôi đang nghĩ là nó đang tìm cách gì đó. Cúp máy nghe. Ôi trời ơi, bà sốt cao lắm đó. Rồi ăn uống gì chưa? Ăn uống gì đâu, bệnh hoạn đâu có nấu nướng gì được. Sao không kêu mẹ chồng nấu giùm cho? Mà nghĩ sao vậy? Mẹ chồng tôi đâu có ưa tôi đâu. Thiệt vậy đó hả? Chứ còn gì nữa. Mẹ chồng tôi còn nói xấu sau lưng tôi nữa kìa. Biết ngay mà, nó lại nói xấu mình nữa. Tôi cũng đâu có ngờ mẹ chồng tôi ghét tôi dữ vậy. Hồi nãy tôi nghe tiếng điện thoại. Tiếng điện thoại à?
nè nè nè. Cái gì hôm nay tôi ra ngoài mày biết tôi phát hiện ra gì không? Cái gì? Hết sức là khủng khiếp. Cái gì? Tôi sống trong nhà này bao nhiêu năm nay tôi không ngờ mẹ chồng của tôi nghe lén tôi với bà nói chuyện đi nói xấu tôi kìa. Bà biết không, đúng như vậy đó, tôi nghi lắm bởi tôi mới lết vào phòng đó. Tôi đứng ở ngoài tôi rình tôi nghe y chang luôn. Trời, cái chân tôi đau muốn chết mà tôi lết vào lên. Mà tôi đoán đâu có sai, y như là nói xấu tôi. Ai vậy? Dạ, con chào bà. Ừ, bà chào con. Em sao bà lớn ra vậy? Bà buồn buồn mà lớn. Tới lên. Tới lên thì vui vui vậy mà. Ủa, con lên đây làm chi vậy? Dạ, con qua tìm mẹ con á. Mẹ con hả? Dạ. Mẹ con đang trong phòng của mẹ ăn Mẫn á. Ai vậy? Mà sao nhà mình không có đóng cửa vậy bà? Hả? Con vô mà con đóng cửa rồi bà. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn con ha, khóa rồi phải không? Dạ. Ừ, thôi con đứng đây chơi ha. Dạ. Bà lết vô ha. Dạ, bà lớp vui vẻ nha bà. Ủa, Du Mi. Mẹ. Con đi đâu đây? Con đi qua tìm mẹ nè. Con chị không? Ở nhà đang có người chờ mẹ á mẹ. Vậy hả? Dạ. Để mẹ về liền. Mẹ. Gì con? Hình như nhà này á, bà với cô á, cái gì á mà cứ bò lết hoài à mẹ. Kệ người ta đi. Nhà này á, mẹ chồng nàng dâu kỳ lạ lắm. Dạ mẹ. Thôi đi về. Trời ơi đau quá. Trời ơi, bà hỏi giờ nó đang làm gì hả? Tôi cũng biết nó đang làm gì nữa. Mà thấy im re hả? Bà nó đi về rồi. Ôi da, trời ơi, cái chân tôi đau quá mà nãy giờ lết ra lết lại, giờ nó sưng hơn nữa. Thôi cúp máy đi nghe. Rồi chút nữa tôi lết rồi bển, tôi coi nó làm sao, rồi tôi gọi cho bà biết nghe chưa. Ừ, giờ tôi lết rồi bển nè. Trời ơi, đau quá vậy.
vậy? Cái gì? Trời, trời ơi, coi sao vậy bà, sao vậy? Thôi thôi sao vậy? Sao bà là đang nằm té chứ? Ây da, ây da, té hả? Nằm... Mở cửa vô mà cũng để ý đi tứ nữa. Trời đất, có ai biết trong này là cái gì mà mở cửa để ý tứ gì? Mà tại sao, trời đất ơi, sao tôi sức dầu rồi mà vẫn còn sưng vù vậy? Tại vì sức dầu nó mới sưng đó, đừng có hỏi gì hết trơn, trời. Ây da, trời đất ơi, sưng quá. Mà để tôi đem kim qua tôi chăm cứu cho bà nghe. Ông chăm cho tôi liệu luôn quá. Bây giờ đừng có quan tâm, tôi đừng có hỏi ai, tôi đang đau lắm. Anh đừng ngộ không? Bây giờ không quan tâm không hỏi đâu, bà nói tại sao không quan tâm tới tôi. Bây giờ hỏi cái nó đừng có quan tâm tới tôi nữa là sao? Tôi nói ông đừng có đụng gì tôi nữa, đừng có quan tâm đến tôi á. Thôi đừng có đụng tôi, để tôi tự tôi làm. Bỏ tay, tự làm. Bị cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Cái tay anh bị cái gì vậy? Bị chạy. Chạy gì mà chạy hai tay? Hồi nãy sơ ý đập vô cái thành giường mà. Đập gì mà đập hai cái cùi chỏ vô một lúc vậy? Có sao không? Không sao hết.